Linh Sam đao điểm nha bạn. Mình bán nhánh chiết 10.000 nhánh. Nhánh chiết giống vậy nè bạn. Qua trời này nó cao. Cũng ra rễ một số ra rễ, mình lựa cái nào ra rễ mình gửi với bạn. 20 nhánh mình gửi nha, 20 nhánh 200.000 bao ship. Mùa này, lón này nó cũng đang trổ bông cũng nhiều, cũng được chứ không nhiều lắm, không phải trổ rộ. Nó trổ quanh năm nha các bạn, hầu như là cái vườn mình là nó trổ hết đợt này tới đợt kia, trổ quanh năm như đó, nguyên một cái chuỗi dài vậy. Số người kêu bông Linh Sam chuỗi chùm gì, mình thấy Linh Sam là nó cũng chuỗi với chùm, cái dòng nào nó siêu bông là nó trổ thành chuỗi thành chùm gì, chứ không có Linh Sam chuỗi chùm gì hết rồi. Trổ rụng bớt các bạn, nhiều lắm. 10.000 một nhánh bao ship nha bạn. Dòng này được cái nó ít gai, dòng này nó cũng có nhiều điểm đó, nên ta gọi là Linh Sam đao điểm ít gai. Nó tím đậm hơn Song Hinh tí xíu và bông nó xiên hơn Song Hinh, xiên bông hơn Song Hinh. Linh Sam đao điểm nha bạn. Cái dòng này cũng từ cây Song Hinh ra thôi, đa phần mấy cái cây của mình là từ cây Song Hinh ra là nhiều. 86 hồi xưa là cũng đột biến từ cây Song Hinh đó, đột biến ra rồi nhân giống ra nè. Rí Tân Phú cũng đột biến, Rí Tân Phú là hình như đột biến của cây 86 vậy. Còn cây 86 là đột biến của cây Song Hinh, Song Hinh lá trung. Cái cây mẹ của cây 86 vẫn còn, hình như vẫn còn luôn vậy, ngoài miền Trung. Cái đó là của anh em YouTube quay chứ mình cũng không mình không biết nha bạn. Tại mình coi cái clip của cái anh YouTube kia, anh nói cây mẹ của cây 86 vẫn còn luôn. Linh Sam đao điểm nha bạn, 10.000 một nhánh bao ship.